Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc gimbal vừa mới ra mắt của hãng DJI. Đó là chiếc DJI Osmo 5 hay còn được gọi tắt là OM5. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là phụ kiện của nó gồm có những gì và cách sử dụng của nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem. Đấy, nguyên hộp của nó. Đầu tiên nó sẽ có là cái sách hướng dẫn. Đấy, theo để trong đây. Một chiếc gimbal. Ở dưới của nó thì sẽ có là đây là kẹp điện thoại và miếng dán này, chân để bàn, sạc của chiếc gimbal này, cái này thì chỉ có dây sạc nhé, bạn có thể cắm qua cái củ sạc điện thoại của mình hay là iPad đều được hết, và có cái dây đeo đây, đeo cổ tay. Thật ra nó còn có một cái túi để đựng, cái túi này để các bạn đựng mang đi đâu cho tiện. Đấy, thì nó sẽ có một cái túi. Đây là tất cả những cái gì mà có trong hộp của nó. Đấy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng và cách lắp và cách sử dụng chiếc gimbal này. Đầu tiên thì mình sẽ mở chiếc gimbal này nhé. Đây nó sẽ chụp khóa. Nếu mà nó ở như này thì bạn có thể xoay theo chiều kim đồng hồ, nó mở cái trục chốt này, còn nó xoay ngang ra này. Khi nó thẳng giữa hai cái trục này, bắt đầu mình sẽ mở chiếc gimbal này lên và đóng lại thì cũng thế thôi. Bạn chỉ cần gấp lại. Đấy. Đấy, mình mở lên, sau đó mình sẽ lấy cái chân máy lắp vào chiếc gimbal. Cái này thì khi nào bạn để bàn thì bạn lắp vào, nếu mà bạn đi để quay ở ngoài di chuyển mình có thể bỏ đi cho đỡ vướng, đều được hết. Sau đó mình sẽ lắp cái cá kẹp điện thoại này lên. Và bạn chú ý một chút nhé. Đây này, nó sẽ có ký hiệu này. Điểm tròn này. Đấy, đây là điểm tròn này. Nó sẽ lắp vào đúng cái điểm tròn ở trên chiếc gimbal. Đây, nó sẽ điểm tròn ở đây. Và nó sẽ có cái hướng, đó là hình mũi tên và hình chiếc camera điện thoại. Thì nó sẽ chỉ cho là cái camera điện thoại của bạn sẽ lắp về phía bên này. Đấy, và cái này cũng nằm ở phía trên. Ví dụ như là mình sẽ lắp thử cho bạn xem. Đúng theo chiều mũi tên. Đấy, mình sẽ lắp ở đây. Sau đó mình sẽ lắp vào chiếc gimbal. Thì con này nó là kết nối qua kẹp điện thoại là bằng 5 châm, mình hút rất là chặt. Đấy, thì mình sẽ đặt vào đây, đặt đúng cái điểm và khi nó sẽ đặt vào xong rồi, lúc này thì sẽ bạn mình sẽ mở chiếc gimbal lên. Đầu tiên là mình phải xem cái gimbal này có cân không nhé. Mình chỉ cần tương đối thôi, không cần phải tuyệt đối đâu. Đấy, nhưng mà chỉ cần nếu mà mình thấy chưa cân, mình có thể di chuyển bằng cách kéo lên kéo xuống chiếc gimbal này là được, sao nó gọi là nó ở gọi là tương đối thôi, cũng không phải tuyệt đối lắm. Còn đâu khi bật lại, khi bật gimbal lên thì nó sẽ cân cho các bạn. Và khi bật đây, nó chữ M. Chữ M thì bạn chỉ cần giữ chặt khoảng tầm 2 giây. Đấy. Khi nó phát ra tiếng động và nó sáng đèn thì nó báo là chiếc gimbal nó đã hoạt động. Và lưu ý một chút là con gimbal này thì nó phải dùng qua phần mềm, đó là phần mềm DJI Mimo. Đấy, bạn phải tải cái phần mềm, nó phần mềm DJI Mimo vào thì bắt đầu mới sử dụng được. Nếu mà thật ra nhiều người cũng nghĩ là dùng trên cái phần mềm cái cam quay nó không được đẹp thì mình có thể dùng sử dụng trên cái cam quay điện thoại của bạn thì đều được hết. Ví dụ như những người dùng những cái thấy cái cam của điện thoại của mình nó đẹp hơn thì mình có thể sử dụng quay trực tiếp bằng cái cam điện thoại. Như vậy thì nó sẽ không sử dụng được tất cả những cái nút, ví dụ như là chụp ảnh hay là các phần mềm ở phía trong. Mình có thể dùng được những cái nút cơ học như nút joystick này, nút xoay ngang, xoay dọc điện thoại này. Đấy, tắt mở và chống rung bình thường thôi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là đầu tiên là bạn sẽ kích vào cái phần mềm DJI Mimo tải về. Đấy. Con này kết nối qua Bluetooth nên là khi các bạn muốn kết nối với cả cái gimbal này thì phải on Bluetooth cái điện thoại lên. Sau khi vào trong phần mềm thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các nút sử dụng của nó. Ví dụ như ở trên màn hình đây, nút tròn to này đó là nút joystick thì sao? Nó là nút gì? Là nút để xoay sang trái sang phải, xoay trục, chuyển trục lên xuống. Ở đây thì nó sẽ đèn, gọi là đèn báo. Ví dụ như là nếu mà đèn pin 100% nó sẽ báo sáng là 3 đèn, dưới 100% thì nó rơi khoảng 50% thì sẽ báo 2 đèn và dưới 50% sẽ báo 1 đèn, lúc đấy thì mình sẽ sạc. Ở bên cạnh đó có là nút xoay, thì nó là nút gì? Ví dụ là nó chuyển
nó là chuyển từ cam trước sang cam sau. Đấy. Ngược lại, và khi mình ấn nút này hai lần, đấy, thì nó sẽ chuyển sang chế độ đó là xoay ngang màn điện thoại, hoặc mình ấn hai lần thì nó sẽ là xoay dọc. Ở trên nó thì có nút chấm tròn đỏ thì gọi là nút để quay video, ví dụ như mình đang để chế độ quay thì mình ấn nút này, đấy, nó sẽ đếm giây và nó quay cho các bạn dừng lại là lúc này luôn. Còn nếu mà bạn ở để sang chế độ chụp thì nó ấn nút này thì nó chính là chụp ảnh, ví dụ như đây mình chụp thì nó sẽ là nút chụp ảnh. Ở bên cạnh bên nó thì nó có chút nút đó chính là nút M. Nút này là gì? Nút này nó vừa là nút khởi động, vừa là nút tắt nguồn. Hai là nó cũng là nút gọi là để chuyển, bạn muốn chuyển thành từ chụp ảnh hoặc là chuyển sang quay video thì mình có thể ấn dùng nút này, mình chỉ ấn một lần. Đấy. Thì nó sẽ chuyển ra để chuyển chụp ảnh, mình muốn chuyển video đấy một lần. Ấn hai lần thì nó chuyển sang chế độ gọi là chế độ nghỉ và chế độ chờ. Đấy. Và mình có thể kích hoạt tất cái ghi bồ này lại bằng ấn tất nút nào cũng được trên cái ghi bồ này, ví dụ này lúc nào cũng được, nó sẽ quay về hoạt động lại như vậy như cũ. Thứ hai, ba nữa là cái nút M này thì nếu mình ấn 4 lần, ví dụ 1 2 3 4 thì nó sẽ chuyển sang chế độ đó là chế độ của PSV. Thì nó là chế độ đấy là gì? Nó để giúp cho bạn quay nghiêng này. Ví dụ như này mình sẽ giúp quay nghiêng, mình sẽ chuyển sang xoay ngang cho các bạn dễ nhìn nhé. Đây. Đấy. Nó sẽ quay được những cái video gọi là nghiêng như này. Khi mình tắt chế độ đấy đi thì mình lại ấn lại 4 lần, 1 2 3 4. Đấy, thì nó sẽ bỏ qua chế độ đấy. Khi mình chuyển sang chế độ đấy thì cái gimbal này, đấy bạn thấy nó sẽ là gọi là cân theo cổ tay bạn mà không quay nghiêng được. Ngoài ra nó sẽ còn một cái nút nữa ở phía sau gọi là cái cò, mình gọi nó là cái cò. Cái này để làm gì? Ví dụ như mình đang dùng ở chế độ nào đó mà nó đang lệch cái điện thoại sang một bên chẳng hạn, mình có thể bấm cái cò này hai lần để nó quay về đúng vị trí ban đầu, mà 1 2 nó sẽ quay về vị trí ban đầu khi khởi động. Và khi mình giữ chặt cái cò này thì nó chuyển sang chế độ khóa với unlock, có nghĩa là dù bạn có di chuyển đi thế nào nữa, ví dụ như đây thì nó đã khóa cái khung hình phía trước rồi, dù bạn có di chuyển như thế nào nữa đấy, thì nó cũng luôn luôn là quay ở cái khung hình như thế. Khi nào bạn bỏ tay ra thì lại chúng zoom và xoay cho các bạn bình thường. Đấy gọi là chế độ khóa. Ở dưới nút M thì nó có nút gọi là chút nút cộng nút trừ này, thì nó để làm gì? Đó là để zoom và thu zoom. Ví dụ như đây, sẽ ấn đây. Đấy. Zoom và thu zoom. Ngoài ra, đấy là tất cả những cái gì là nút ở trên cái con gimbal này. Còn ở trên màn hình của nó sẽ có rất nhiều các tính năng mới. Ví dụ như mình nhìn ở đây, nó là hình chữ auto, hình cái máy này. Thì nó là gì? Nó sẽ có hai chế độ, một là M, hai là auto. M vẫn là medium, có nghĩa là nó sẽ chỉnh được các chế độ chỉnh tay, ví dụ như là ISO này, khẩu độ, tốc độ, nó là độ sáng, nó sẽ chỉnh được hết ở đấy. Thường là dành cho những người chuyên, người ta dùng chế độ đấy. Còn nếu mà mình mới sử dụng, mình cứ để chế độ auto, nó sẽ tự động hết cho mình. Mình sẽ chuyển sang auto. Ở dưới nó sẽ có là chế độ, ví dụ như bạn nó sẽ chế độ là 1280x720, nó là chế độ HD này, có chế độ Full HD và chế độ 4K. Đấy. Thì mình có thể chọn cái chế độ nào cho mình quay hợp lý nhé. Và mỗi chế độ này nó sẽ có phần ở phía dưới, nó là phần frame, ví dụ đây. Đấy. Full HD thì có 30 frame, 60 frame này. 4K thì con này cũng lên được cũng là 30 frame và 60 frame. Đấy, mình thấy chọn chế độ nào mình thích quay ở đâu thì mình sẽ chọn chế độ đấy. Ở dưới nó nữa thì nó sẽ có một chế độ, nó hình mặt người này. Đấy, mình có thể kích vào đấy. Chế độ này gọi là chế độ gì? Gọi là chế độ Beautiful, có nghĩa là làm đẹp. Nó có thể chỉnh được, ví dụ như là xóa mụn, tẩy trang. Tính năng này rất là hay nhé. Mình thấy là các bạn sử dụng để live stream hoặc là đi quay thì rất là hay. Nó sẽ xóa mụn, tẩy mụn hoặc làm trắng cho các bạn. Và chế độ này thì sao? Nó các bạn lưu ý một chút là cái này nó chỉ sử dụng được ở chế độ đó là Full HD 30 frame đổi lại thì nó sẽ sử dụng được chế độ đấy. Còn khi bạn chọn sang chế độ 4K hoặc là chế độ Full HD mà 60 frame thì chế độ này sẽ không sử dụng được. Đấy, mình sẽ kích vào đây, nó sẽ không hiện, nó báo luôn trên này. Đấy. Thế này chế độ này bạn lưu ý là chỉ dùng ở chế độ Full HD 30 frame đổi lại. Ở bên cạnh đấy thì nó sẽ có ví dụ như
là bên này nó sẽ có rất nhiều các tính năng này. Bây giờ chỉnh cho bạn xem. Đấy, quay ở chế độ gì? Ở phần story nó sẽ có những cái video hướng dẫn cụ thể cho các bạn biết là quay ở chế độ gì và quay như thế nào. Đấy, và chỉ cần ấn start thôi nó sẽ quay cho các bạn về chế độ đấy. Đấy, nó sẽ hướng dẫn bằng video rất là hay. Ở dưới chế độ đấy thì nó có rất là nhiều các chế độ, ví dụ như là có quay panorama này, slow motion này, time lapse này. Đây mình sẽ thử chế độ panorama cho các bạn xem. Ở panorama thì nó sẽ có hình. Đấy, mình sẽ kích vào đây. Cái đầu tiên thì nó chụp giữa 9 bức ảnh. Để ghép thành bức ảnh góc rất là rộng, mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Nó sẽ chụp 9 kiểu. Thành một góc, chụp thành một góc rất là rộng. Ghép lại. Đây, các bạn sẽ thấy nó tự ghép ảnh và thành một bức ảnh rất là rộng, toàn cảnh. Ở chế độ tiếp thứ hai thì nó là chụp quét 240 độ, nghĩa là sao? Sẽ là chụp theo chiều ngang, quét một bức ảnh rất là dài rộng này. Nó sẽ theo chiều ngang và cái bức này nó sẽ ghép giữa 7 bức ảnh cho bạn thành một bức ảnh rất là dài. Đấy. Còn ở chế độ thứ ba của nó là gì? Chế độ thứ ba của nó là chụp giữa ghép giữa ba bức ảnh mà mình muốn có mặt mình ở đấy, chẳng hạn là ba bức ảnh mà đấy, thì mình có thể ấn đây, mình sẽ thử luôn cho bạn xem. Ví dụ mình một này. Sau 3 giây nó sẽ ghép thành bức ảnh. Đấy, mình đã có 3 con út bồ. Tính năng này cũng rất là hay. Ngoài ra là nó có ví dụ như là slow motion, time lapse, rất nhiều chế độ mình có thể xem ở đây, và nó có hướng dẫn bằng video rất cụ thể này. Ví dụ này, zoom này. Đấy, nó có rất nhiều chế độ và nó hướng dẫn bằng video nên là bạn chỉ cần kích vào đây thì... Ở cái dòng DJI này mình có một cái mình đánh giá rất cao của nó là cái phần tracking, có nghĩa là nhận diện khuôn mặt hoặc là bám theo một điểm ấy, thì dòng này rất là tốt, nó bám đuổi rất là nhanh và rất chuẩn xác. Đây mình sẽ test luôn cho các bạn xem nhé. Bạn chỉ cần vẽ kéo vào cái ô đấy thì mình có thể di chuyển và sẽ bám theo, và mình di chuyển rất là nhanh nhé, mình di chuyển cực kỳ nhanh và nó vẫn bám theo và nhận diện rất là tốt. Khi nào bạn muốn bỏ chế độ đấy thì bạn chỉ cần tích vào nút X màu xanh thì là nó sẽ bỏ chế độ đấy đi. Ngoài ra chiếc DJI này ấy, nó có một cái cải tiến rất là hay, đó là nó có thể kéo dài được. Đây, ví dụ như mình kéo dài cho bạn xem, kéo dài khoảng tầm hơn 20 phân đấy, dành cho các bạn nào mà thích selfie. Đấy, mình có thể tận dụng cả cái chân của này của nó để cho nó dài ra, thì chiều dài này nó giữ khoảng tầm 80 phân đấy, gần bằng một chiếc gậy selfie rồi. Và chiếc cổ của cái gimbal này thì nó có thể gạt lên gạt xuống được nhé. Đây, nó sẽ có thể lên được, gạt lên hoặc gạt xuống được. Nó chỉ lên và xuống thôi chứ nó sẽ không xoay được nhé các bạn nhé. Nên là ví dụ nên các bạn đó chỉ có thể là gạt lên hoặc gạt xuống thôi chứ không xoay đâu. Đấy, để cho góc quay nó dễ hơn, góc selfie tốt hơn. Đây là tính năng rất là hay của dòng này. Bây giờ mình có thể thu vào thì mình chỉ cần gấp lại cái cổ nó như cũ này, theo ban đầu. Đấy, sau đó nó sẽ kéo nó xuống. Đấy. Đây là tất cả những cái gì mình hướng dẫn về chiếc gimbal này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.